Đầu tiên thì mọi người sẽ đăng nhập nick Yoku của mình ở trên máy tính. Có thể dùng quét mã QR, mở điện thoại ra để quét QR cái nick Yoku đấy. Hoặc là mọi người có thể lập mới trên máy tính cũng được. Hoặc mọi người nhập số điện thoại của mọi người đã đăng ký rồi vào trong này để có thể đăng nhập mà không phải quét mã QR. Cả hai đều được. Thì ở đây mọi người sẽ nhập số điện thoại. Lưu ý là bỏ số 0 ở đầu số điện thoại đi, bởi vì đã có cộng 84 rồi. Sau đấy thì bấm vào cái text xanh để nó gửi mã về, nhập mã và sau đó bấm vào ô màu xanh. Sau khi xong thì bây giờ chúng ta sẽ nạp VIP, bấm vào nút màu vàng này thì nó sẽ hiện ra cho mọi người một cái mã QR. Thì sau đấy mọi người capture cái mã QR này, gửi vào inbox cho Best Karawashi Land để có thể bạn ấy có thể giúp mọi người thanh toán. Bạn ấy sẽ quét mã thanh toán và sau đấy thì mọi người sẽ giao dịch chuyển khoản, trả cái số tiền này lại cho bạn ấy. Và thông tin chuyển khoản thanh toán thì bạn ấy sẽ trao đổi trực tiếp với mọi người tại inbox. Và sau đấy cuối cùng hình ảnh nó hiện ra như này là mọi người đã thanh toán thành công và có VIP rồi, với mức giá là 22.500 đồng một tháng. Sau đấy thì mình sẽ paste tên show của anh Chiến vào và tìm show để xem. Thì nó không hề giới hạn khu vực gì cả, mà mọi người chỉ cần có VIP là mọi người đã có thể xem được rồi. Bấm vào và xem thì như đây mình đang thử thì là tập 1 là mình đã xem được luôn rồi, chứ không bị giới hạn khu vực nữa. Thì hy vọng là mọi người có thể support anh Chiến thật nhiều, không xem livestream mà xem trực tiếp, bởi vì là giá của một tháng đăng ký như này cũng rất là rẻ. Thì chúng mình có thể ủng hộ lượt xem thật nhiều cho anh Chiến.